Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên Lobo. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục mang đến với các bạn những cái rất là hay ho, những cái rất là đặc biệt. Thì, khi mà tôi bán hàng ấy thì có rất nhiều khách hàng gặp những cái khó khăn khi mà sử dụng chiếc Omni 203N. Mặc dù đây là chiếc Omni có thể nói rằng là hay nhất trong toàn bộ cái họ nhà Jaguar. Thế nhưng mà nó hay thì nó có hay. Thế nhưng mà nó toàn tiếng Hàn thôi. Thế cho nên chúng ta gặp rất nhiều những cái khó khăn khi mà chúng ta hiệu chỉnh nó. Bởi vì nó toàn tiếng Hàn, nó rất nhiều nút. Thế nhân tiện hôm nay giới thiệu với các bạn là có em Hằng. Vừa là hàng xóm gần nhà tôi, vừa là một khách hàng đã từng trải nghiệm Omni 203N trong thời gian vừa qua. Và bây giờ lại muốn tiếp tục muốn nâng cấp lên một cái bộ lớn hơn. Thế thì trước khi chia tay 203N thì anh muốn Hằng sẽ giới thiệu chia sẻ với khách hàng của anh cái kinh nghiệm hiệu chỉnh cái Omni này mà sao em hát lại hay thế. Em xin phép có một lời chào đến tất cả các quý khách hàng đang xem kênh của anh Khánh trên Labo. Thực sự là ngày hôm nay đến với anh Khánh và để chia sẻ với tất cả các bạn thì với một cái gì với một cái tâm thế của một người đã từng sử dụng và hàng nghĩ rằng là đây là một chiếc âm ly mà hàng nghĩ rằng là đáng để mọi người có trong cái dịp Tết này. Nhưng mà bởi vì là em là một người cầu toàn anh ạ, nên là em đã thấy nó hay rồi nhưng anh nghe anh quảng cáo em bị nghiện. Bởi vì là anh bảo là có một cái âm ly hay hơn, thế là em thôi đành đầu tư. Nhưng mà Vợ chồng thôi, em quyết định đầu tư. Thế nhưng em cứ nghiện âm ly nghiện loa của anh thế mà là được rồi, đừng nghiện vâng. Chia sẻ với mọi người là Hằng cũng đã sử dụng chiếc âm ly PA203N này. Thế thì cái nhược điểm của âm ly này thì không có cái gì cả, chỉ là cái phần nó toàn là tiếng Hàn Quốc phải không anh? rồi. Và thực sự khi mà sử dụng âm ly của anh thì em đã thực sự như là một người chuyên gia để chỉnh âm ly loa đài mất rồi. Đấy, trước đây thì nhìn các cái âm ly như thế này thì chỉ biết bật nút và nghe anh coi như người ta đến. Trước đây trước khi dùng bộ này của anh, em cũng đã dùng, vợ chồng em đã dùng một bộ khác rồi. Một bộ của nói chung là người ta cũng bảo là cứ bảo là của Mỹ nhưng mà nó thật là chắc là anh sang anh chia sẻ anh chỉ ra đúng thật là mình đã mua phải hàng hàng tàu rồi các anh mọi người ạ. Và khi mà sử dụng cái bộ âm ly PA203 này thì em cũng xin phép chia sẻ thì ở đây thì chúng ta đều bộ mỗi âm ly có hai đường mic đấy, có hai đường mic này chúng ta có thể hát song ca phải không anh? Đúng rồi, em được cắm Và hai mic luôn. ok, và chắc chắn rằng là khi âm ly đã hay rồi, loa đã ok rồi thì chắc chắn một chiếc mic chuẩn không thể thiếu phải không anh Khánh? Đúng rồi. Và một combo hàng không ngần ngại gì khi mà sắm luôn cho mình một combo đó là âm ly, loa và một chiếc mic nữa. Vâng ạ. À, một chiếc mic dây như thế này. Thế thì ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với mọi người. Cái hàng nút đầu tiên ý là hàng nút để chúng ta chỉnh các cái giải tần của mic. Thì nút đỏ này thường thường là âm lượng của mic, phải không anh Nút Khánh? to nhỏ. Và cái âm lượng to nhỏ này thì như nhà em, alo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Đó, cái nút đầu tiên này là cái nút âm lượng của mic. Và cái nút âm lượng của mic này thì anh Khánh trước vẫn setup cho em là tầm 11 đến 12 giờ. Đúng Và em cũng để rồi. easy phúc như vậy. Đúng Đấy, cũng tầm 11 đến 12 giờ là đẹp phải không anh? rồi. Và tiếp theo đó là phần vang của Bên trái trước hay bên phải đúng trước rồi đây? ạ, vang của Đây, bên mic ấy. này. Ừ. Em hiểu rồi. Ừ. Đấy. Alo, alo, à, em hiểu rồi. Bên trái và bên phải. Cứ em thấy em ngồi đây, em ngồi bên này là gần chiếc loa này hơn thì em chỉnh phần bên phải to hơn thì bên loa phải to hơn. Và em chỉnh nhỏ hết xuống thế này thì là bên trái to hơn, phải không Đúng anh? rồi, ở nhà em mới là anh chỉ như thế đấy. Thông À. thường ấy thì thưa các bạn, thông thường ấy thì cái nút vang bên trái trước bên phải trước này thì các bạn hay để ở giữa. Thế nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng ở một cái mức độ cao thì nó tùy theo cái vị trí. Chẳng hạn như nhà em ấy là nhà ống, một bên là lối đi, một bên là chỗ ngồi. Cho nên là cái loa ở bên phải luôn xa hơn cái loa bên trái. Cho nên là anh để cái vang của loa bên phải nó trước một tí. Đấy thì lúc Vâng. đó hai cái tiếng vang hai loa nó sẽ đến vị trí người nghe cùng một lúc. Ừ. Đúng là
ăn rồi mới nghiên cứu về Ừ. âm thanh của loa khác. Thảo nào em không mở thấy anh ra khỏi ngõ. Và được anh chia sẻ thì thực sự là em đã hiểu vì sao mà cái cùng là một cái âm ly, cùng là PA203N mà rõ ràng em sang nhà bạn em thì như cũng có mua của anh thì phải, nhưng mà bạn ấy chỉnh khác. Em bảo ố thế sao cái nút này của nhà mày đâu phải phải anh Khánh anh ấy chỉnh ở giữa cơ mà, ở nhà tao là ở bên lệch sang bên phải cơ mà. Hóa ra đó là vị trí để Nhà họ loa. khác. Ok, em đã hiểu. Và mọi người cũng lưu ý ạ, tùy theo vị trí để loa mà chúng ta chỉnh cái phần vang của mic. Hay bên cạnh phần vang của mic này thì chúng ta có thể thấy đây là phần âm Eco tổng. echo tổng đúng không ạ? Echo này thì là gì đây mọi người? Alo 1 2 3. Echo này là echo của riêng từng mic. Đó, đây là echo của mic hàng mic 1. Đúng Thế rồi. còn ở dưới là echo của mic 2 đúng không ạ? Ở Đúng rồi. đây thì em với anh đang cắm một mic thôi. Đấy, 1 2 echo 1 2 3. Mọi người thấy không ạ? Và em thì em vẫn theo anh, đó là em hay để chỉnh ở mức mức echo, tại vì là tùy từng người giọng hát tốt, giọng người hát không tốt thì em hay chỉnh mức echo nó vừa vừa thôi. Đúng Bởi rồi. vì em cũng không thích Ừ. quá nhại nhiều đâu. Như giọng của em ấy thì chỉ Vâng. chỉnh ít thôi, Vâng. em hát hay rồi thì em chỉ cần chỉnh mức 10 giờ 11 giờ Dạ. là anh cũng thấy là nhiều rồi. Vâng. Thế còn nếu mà mình hát nó kém kém một chút thì mình có thể đưa lên, Vâng. đúng không? Vâng. Thế còn nút bên cạnh này thì hôm em thấy anh hướng dẫn em đó chính là nút âm trầm của mic đúng Đúng rồi. ạ? Âm trầm của mic thì chúng ta tùy theo từng giọng hát của mỗi người và tùy theo từng dòng nhạc. Thế thì họ Hằng thường thường hay hát dòng nhạc quê hương, ông xã Hằng thì hay hát dòng nhạc bolero. Thế nhưng mà giọng của ông ấy thì trầm rất là nhiều, thì chính vì vậy. Alo 1 2 Nếu mà trầm nhiều nhiều này. thì alo 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 Thực sự là khi mà em thấy dùng cái PA203 này em mới thấy hết được cái tác dụng, mà thấy được cái sự rõ rệt của các cái âm của mic này, bởi vì là nó thể hiện rất là rõ với những cái bộ tàu em trước em sử dụng thì em có, nói chung là nó cũng mọi thứ nó cũng không có cái sự phân biệt rõ Đúng ràng như rồi, vậy. thì với ba cái nút này, Vâng. đây là nút chỉnh âm trầm của mic, nút chỉnh âm trung của mic và nút Vâng. chỉnh âm gió của mic, Vâng. thì em có thể tùy chỉnh theo nó phù hợp theo từng loại mic mà em mua. Vâng. Đấy, chẳng hạn như em mua mic của phần lớn những cái mic của Trung Quốc là những cái mic rẻ tiền thì nó bao giờ nó chúng ta nghe nó sẽ toang 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 toang, nó oang oang, Đúng. tức là nó bị dư trung. Đấy thì lúc đó mình sẽ chỉnh trung mình bớt đi. Đấy là chỉnh theo mic. Thế còn trong chỉnh theo người hát thì ví dụ như là những người hát nhạc đỏ hoành tráng tiếng nó phải trầm hùng đấy Thì thì lại phải ta trầm đưa cái nhiều. trầm này lên. Trầm nhiều hơn. Ừ. Vâng, Thế ok. còn em muốn ví dụ như giọng của em chẳng hạn thì em lại thích những cái bài hát nó âm gió mình nó phải mát mát tai thì em có thể đưa cái âm này Âm lên. cao Ừ. lên. Vâng. Rồi, em đã hiểu. Và gần như đây là một chiếc bàn mixer nhỏ, đúng không anh? Đúng rồi. Cũng như là một bàn mixer điều khiển chuyên nghiệp vậy. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Và cũng xin phép được chia sẻ với mọi người là hàng mic thứ hai này cũng chúng ta cũng chỉnh tương tự như vậy. Đó. Và đến hàng thứ ba này mọi người có thể quan sát đây chính là chỉnh độ echo của mic. Thì ở đây là echo tổng phải không anh? Đúng rồi, Echo echo tổng chung này. cho cả hai cái mic đấy. Alo. Ừ. Alo, đấy, tất cả trong khi mà ông xã nhà hàng hay phát biểu thì thôi thì giảm hết echo xuống, không người nghe kinh Đúng lắm. rồi. Còn khi hát thì chúng ta mới phải cho một chút echo lên mà 5 4 3 2 1 đó, tùy tùy nhiều echo hay ít echo ở cái âm tổng này. Cái âm tổng này thì em vẫn chỉnh ở mức 11 giờ thôi. Đúng Đấy, rồi. tùy từng giọng hát của mỗi người. Em thì em hay chỉnh ở lúc mức 11 giờ thôi đối với Thì những người. nhà em toàn những người hát hay như thế thì em để mức 11 giờ là Còn đúng nếu mà những người rồi. mà người ta hát vừa phải, hát thích hát những cái dòng nhạc quan họ thì có thể để mức 12 giờ anh nhỉ. Ừ, đúng rồi. Ok anh. Và bên cạnh nút tổng này thì đây là nút nút echo Vang và âm chỉnh nút trầm đấy. Ừ. vâng, trầm của Cái vang của âm trầm vang đấy. của âm Ừ. trầm đúng rồi ạ, vang của âm trầm. Thế còn cái bên này là vang của âm trung ở cao. Đúng Đấy, rồi. vang của âm trầm, vang của âm cao. Còn nút bên cạnh này thì là Cái số lần nhạc, cái số lần vang. Thế còn bên cạnh thì là tốc độ vang. Em nhớ rồi, đây là tốc độ vang. Cái số lần vang thì mọi người có thể chỉ cần để nút ở
Thì em hay để ở mức 10, 11 thôi. Thì cái số Đúng lần rồi, nó ít đây thôi. này. Trong cái trường hợp mà hát bình thường thì chỉnh cái dàn echo này ấy, thì quan trọng nhất là hai nốt dưới cuối cùng này. Đúng rồi. Đấy. Nếu như mà những người hát tốt đấy thì các bạn cho cái số lần vang này này nó ít thôi. Và cái tốc độ vang này nó nhanh lên. Đấy là với những người hát tốt hoặc là hát những thể loại nhạc nhanh. Vâng. Đấy, tiết tấu nhanh thì mình để như này. Thế còn với những cái bài hát chậm chậm, tiết tấu chậm hoặc là với những người hát ở mức độ vừa vừa trung bình thì nên để ngược lại. Tức Dạ. là cái số lần vang này nó nhiều Nhiều hơn, hơn cái tốc độ và vang nó tốc độ chậm vang chậm đi. lại. Đấy thì nó sẽ mướt 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 cái giọng hát của mình nó ra để nó che lấp bớt những cái khiếm khuyết của cái giọng hát của mình. Nó che đậy bớt đi. Thực sự là khi mà hiểu được về âm ly và hiểu được tất cả các nốt này thì chúng ta mới có thể thấy rằng là nâng tầm đỡ phí khi mua cái bộ âm ly này anh ạ. Bởi vì là nói thật với anh là mỗi lần các cái bộ âm ly khác là em cứ chỉ việc bật lên thôi, thế là hát. Thế còn đúng khi mà chúng ta hát nhạc remix chẳng hạn trong một cái buổi tiệc đúng không? Thì chúng ta chỉ cho cái phần âm vang này, cái số lần vang này ít thôi. Đúng rồi, Cái ít phần thôi cuối này ít mà thôi. tốc độ vang phải Tốc nhanh độ lên, vang phải nhanh lên. không là nó Vâng, díu. đúng rồi ạ. Đấy. Vâng. Alo, 1, 2, 3, mọi người có thể thấy này. Nếu mà tốc độ vang cho nhanh lên hết cỡ này. Alo, 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 alo. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉnh về. Alo, 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 đó. Cái tốc độ vang nó chậm đúng không anh? Đấy. Cái tốc độ vang nó nhanh hơn này. Alo, alo, alo. Chỗ này cũng còn một cái nữa mà em cũng phải chú ý đấy. Đấy, đó là cái cách chỉnh cái nền nhạc ấy. Em hiểu Ừ. rồi. Em đang giới thiệu với mọi người từng cái một. Đấy, hôm nay anh kể cho em là sáng qua em chia sẻ với mọi người bởi vì em phải chia sẻ thì em mới nhớ được cái cách chỉnh. Em nhớ rồi. Đây đây là phần chỉnh vang, thế còn ở dưới là âm nhạc. Và em có nhớ rằng là anh có chia sẻ với em là âm nhạc và cái phần mic này. Đấy, bao giờ cái âm nhạc này nó cũng phải nhỏ hơn cái phần mic một chút thì nó mới hòa được với nhau phải không anh? Đúng rồi. Đấy thì thường thường là em hay để, ví dụ như âm mic em để 11 giờ thì âm nhạc em chỉ để 10 giờ thôi. Đúng rồi. Thường thường ấy thì khi mà em bật cái lên thì cái volume tổng tất này em đưa lên đến đủ cái ngưỡng mình nghe. Vâng. Sau đó mình chỉnh mic lên đủ ngưỡng. Vâng. Rồi sau đó mình mới hòa cái nền nhạc vào. Vâng. Thì cái nền nhạc mình chỉ nên hòa nó tầm khoảng độ 70-80% so với cái tiếng mic thôi. Có như thế thì cái tiếng mic của mình nó mới trội lên. Dạ. Thế còn thì hát nó mới cảm thấy nhẹ nhàng. Chứ nếu không thì là hát nó sẽ rất là mệt. Dạ. Vì là tiếng mic của mình nó bị đuối, nó bé hơn nhạc. Vâng. Thế và đặc biệt là em phải chú ý là cái giải chung của nền nhạc này. Cái sự chú ý này là chỉ áp dụng đối với những người dùng toàn đồ xịn đấy nhé. Tức Vâng. là âm ly xịn, loa xịn. Thì bản thân cái âm ly nó đã cho ra đều ba giải bát trung tép. Vâng. Bản thân cái loa của em ấy là cái người kỹ sư thiết kế là nó đã thể hiện hài hòa cả ba giải bát trung tép. Vâng. Và bản thân cái bản phối của em, cái bản nhạc của em ấy, nó cũng đầy đủ ba giải bát trung tép hài hòa hết rồi. Vâng. Thế mà bây giờ ta lại trộn thêm cái lời hát của mình vào Vâng. thì nghiễm nhiên cái bản nhạc tổng đó nó sẽ bị dư chung. À. Vì vậy mà ta sẽ phải bớt cái chung của nền nhạc Chung của đi nhạc. thì cái loa nó mới thể hiện được, Dạ. chứ nếu không là nghẹn. Vâng. Đây cũng chính là cái hiện tượng mà khi các em mà alo một một mình thôi. Đấy, bật cái mic lên cái alo ngon lành nhưng mà cứ trộn nhạc vào cái là mất vang, trộn nhạc cái là mất vang là vì thế. Em hiểu rồi, Cảm thấy nó mệt hơn. vâng. Thì thực ra là ngày hôm nay cũng đến chia sẻ với tất cả các bạn vì là một người đã qua sử dụng chiếc âm ly 203N này và cũng nhờ anh Khánh này thực sự là hiểu biết thêm rất rất nhiều về các cái nút điều chỉnh này, chứ trước đây là em cũng chỉ biết bật lên thôi. Và thực sự nếu mà ta nắm rõ được hết tất cả các nút này thì em nghĩ rằng là đây là một chiếc âm ly đáng để mọi người có được ở trong, ít nhất là có trong gia đình của mình. Đúng không ạ? Với Nhưng một mà này, cái kinh tế cũng rất là vừa phải. thế khen hay thế mà tại sao lại chia tay nó? Bởi vì sao là anh em anh bảo với em là có một bộ còn hay hơn nữa nên là hôm nay em tò mò em mới lại nhờ anh là em gửi lại anh cái bộ này
Đấy. Anh có thể là em bảo là hay anh đổi cho em một bộ hay hơn. Ừ, hoặc là nếu không thì em có thể tặng lại cho bố mẹ em bộ này. Thưa Đấy. các bạn, là mua hàng của Ngọc Khánh ấy, thì không những bảo hành 12 tháng lại còn bao quay đầu hồi hàng 12 tháng nữa. Thế cho nên là thoải mái và yên tâm. Thì em Hằng ấy đã sử dụng cái bộ này của tôi cũng được cũng mới đến tháng rồi ấy nhỉ. Hơn rồi anh ạ. Thế nhưng mà hôm nay thì lại muốn nâng cấp lên một cái bộ lớn hơn để xem là nó như thế nào. Thì trước khi chia tay thì em mới chia sẻ khôn thế nhỉ. Nhưng tại sao không chia sẻ trước đi? Tuy nhiên thì thôi, như này, theo ý kiến của anh thì bạn, sau khi chỉnh chiếc các thứ rồi, bây giờ anh muốn là em chăm nghe không bằng một thấy, em thể hiện cho anh và các cái khách hàng của anh một cái bài hát được không? Rất là sẵn lòng ạ, bởi vì là thực sự đây là một chiếc âm ly rất là hay, nhưng mà Hằng từ nãy đến giờ nói nhiều, đúng như anh nói, trong nghe không một thấy ạ, nói nhiều, và bây giờ sẽ thể hiện một bài hát với chiếc âm ly 203N này, và hy vọng rằng là khi mua bộ âm ly cao cấp hơn, anh Khánh nhớ giảm giá cho nhà vợ chồng nhà em. Mời, xin mời mọi người Ok, cùng nào lắng xin mời. nghe. Rồi bóng đưa một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dải xanh như ngọc, với mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây mù non hồng lý đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vai nón, dần hơn chỉ giữa bên sông buồn. Anh nó ngó nơi em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến khi thì hoa phải nở. Cùng bên đó anh về bên nơi, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ đổ chia tay anh phiêu bạc muôn phương, nay trở về quê đâu gác bên rồi, nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang, sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ sông Lam một dải xanh như ngọc, với mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lý đã vàng hoa cài nở bên sông, câu hát dần dần thương vương sông đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương
bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến đi thì hoa phải nở. Em xuống bên đó, anh về bên ơn, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buồn. Tứ đổ chia tay anh phiêu bạc muôn phương, nay trở về quê đâu gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Tứ đổ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đô gác bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ngất lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với.